Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 45: Cái giả chúng ta thảy đều không cần. Mỗi một người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều niệm Phật, đều là dùng tâm thanh tịnh để đi vãng sanh. Thế giới của Tây Phương Cực Lạc không có cái khổ của thai sanh, không có cái khổ ái biệt ly. Người ở nơi đó đều là hoa sen hóa xanh trong ao bảy báo. Chúng sinh của vô lượng vô biên thế giới muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần tâm khởi lên cái ý niệm này: con muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì trong ao bảy báo liền mọc lên một đóa hoa sen. Hơn nữa, trong đóa hoa sen này còn có tên của người đó, quyết định không có nhầm lẫn. Tương lai lâm chung vãng sanh, A-di-đà Phật chính là cầm cái đóa hoa sen này tiếp dẫn. Cái sự việc này xin nói với các vị, việc này là thật, không phải là giả. Ở cựu Kim Sơn nước Mỹ, có một vị cư sĩ tên Cam Quý Đức. Ngày trước ở Đài Loan cùng với lão sư Lý tu pháp môn niệm Phật. Cô niệm Phật niệm được rất nhiều năm. Khi cô ngồi tĩnh tọa niệm Phật, có rất nhiều lần nhìn thấy hoa sen. Trên hoa sen còn có tên của chính cô. Hoa sen đẹp không thể nghĩ bàn, từ trước đến giờ chưa từng thấy hoa. Không những chưa từng thấy hoa, ngay đến nghĩ cũng không nghĩ ra được. Tôi đến cụ Kim Sơn giảng kinh, cô đem việc này nói cho tôi nghe. Tôi an ủi cô: cô cố gắng mà niệm Phật thì quyết định vãng sanh. Giống như loại cảnh giới này của cô, chúng ta ngày trước ở trong truyện ký đã xem thấy qua. Rất nhiều người xưa trước khi vãng sanh cũng từng thấy qua cảnh giới này. Đây là niệm Phật chân thật, có cảm ứng, có thành tựu. Cho nên tâm sen đề tên là chân thật, không phải là giả. Bạn niệm Phật niệm được càng nhiều, tâm càng được thanh tịnh, hoa sen của bạn càng lớn, màu sắc càng xinh đẹp. Cho nên các vị phải nên biết đây là thật, việc này chân thật, bạn có thể đạt được, vĩnh viễn không thể mất đi. Tất cả tiền của danh vọng ở thế gian này đều là giả. Vì sao vậy? Vì sau khi chết, tất cả mọi thứ đều không mang theo được. Cho nên nếu bạn là người thông minh, tất cả mọi thứ ở thế gian này không nên tranh làm gì. Chỉ cần ăn được no, mặc được ấm thì đủ rồi. Chúng ta tranh để làm gì? Nên tranh thủ giành đại liên hoa của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày bạn niệm Phật, niệm được nhiều rồi, đóa sen này càng ngày càng lớn, màu sắc càng đẹp. Việc này là thật, không phải là giả. Bạn nên tranh thủ việc này, đây chân thật là người thông minh. Nếu bạn chỉ xem thấy tất cả tiền của danh vọng lợi dưỡng ở trước mắt, vậy là bạn sai rồi, đặc biệt sai lầm. Cái giả thì chúng ta thảy đều không cần, cái thật thì chúng ta nên nhớ lấy. A-di-đà-phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.